Trong tập trước, vì muốn đánh úp sọt, úp Upright Titan PC Toilet, quân đội đa vũ trụ đã nhanh chóng kéo lực lượng của mình tới hành tinh của hắn. Và rồi đã có một trận chiến kinh hoàng diễn ra dưới sự góp sức của Titan Eretus máy móc cùng với lại thủ lĩnh của tổ chức quân đội, đó chính là Unchakot Titan Clockman. Họ cũng nhanh chóng kết thúc và tiêu diệt hoàn toàn quân đội của Upright Titan PC Toilet. Tưởng chừng như mọi chuyện kết thúc thì Unchakot Titan Clockman lại giao một nhiệm vụ hết sức đặc biệt cho Uncha TV V3. Và rồi Uncha TV nhanh chóng lên đường tiêu diệt một đứa con kỳ quái của chính Uncha Gold Titan Clockman. Ta phải báo thù, ta phải báo thù. Dù ta có làm ma, ta cũng sẽ về bóp cổ ngươi. Đây, đây, cậu có sao không? Tại sao không đợi tôi mà hành động một mình chứ? Là cậu à? Cậu tới đây làm gì? Ông đi đi, nguy hiểm lắm. Đừng xen vào chuyện của tôi, sẽ mất mạng đó. Tôi là bạn của cậu, chúng ta đã kết nghĩa là anh em. Tất cả bí mật của cậu, tôi đều biết hết. Tại sao không cho tôi báo thù của cậu chứ? Không, khó khăn lắm. Cậu mới chiếm được cái thân xác của Ultra Cameraman V2 này. Tôi không muốn cậu đánh mất nó. Chết tiệt, sao cậu lại nói vậy? Được rồi, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ tìm cách báo thù cho cậu. Giết chết tình trạng khốn kiếp Ultra Gold Titan Clockman đó. Báo cáo thủ lĩnh, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ mà ông đã đề ra, liên tục giải quyết chiến tranh ở những hành tinh sống vũ trụ số 15, 16 và 17. Tốt, tốt lắm. Đúng là chiến binh lợi hại nhất quân đội đa vũ trụ. Cảm ơn cậu, cậu có thể về nghỉ ngơi được rồi. Thưa thủ lĩnh, tôi đã về, tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ giết chết được tên giả mạo ngài. Thì ra tên đó là con trai của ngài hả? Ồ, có chuyện gì vậy? Này, Ultra Titan TV Man V3, cậu đang nhắc tới ai thế? À, là một nhiệm vụ hết sức đặc biệt tôi làm cho thủ lĩnh của chúng ta. Ngài ấy bảo tôi giết chết một kẻ. Đây, Ultra TV V3, tôi đã nói với cậu đây là nhiệm vụ bí mật, không được cho ai biết mà. Được rồi, Titan Eretus, cậu mệt rồi, hãy quay về trái đất của mình nghỉ ngơi đi. Mấy ngày sau có nhiệm vụ mới, tôi lại gọi cậu tới đây. Hả? Hay, thôi được rồi, vậy thì tôi quay về trái đất nhà của mình trước đây. Khi nào có nhiệm vụ đặc biệt, hãy gọi tôi đi đây. Nào, Ultra TV V3, bây giờ chỉ có hai chúng ta, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu. Hay, cuối cùng cũng đã quay lại hành tinh thân yêu trái đất, nhà của mình. Chắc có lẽ không có nơi nào đẹp bằng nơi đây. Tiếng chim hót, nước chảy róc rách, gió thổi vu vi. Ôi thật là tuyệt vời. Được rồi, nhanh chóng quay về căn cứ của mình thôi. Ăn thật no, uống thật đã, ngủ một giấc thật say. Đây, dừng lại, tay ta để nó tốt, tay ta để nó tốt. Cái quái quỷ gì thế này? Là một tay tình cameraman à? Không thể nào. Sao giống thân xác trước đây của mình thế? Đúng vậy, trước đây tôi chỉ là một linh hồn tay tình vất vưởng tại trái đất. Tôi vô tình thấy được thân xác camera này đang bị thối rữa. Tôi cũng đã nhập xác và rồi cường hóa, nâng cấp thân xác này trở thành Ultra Camera V2. Mẹ kiếp, người to gan dám chiếm thân xác của ta. Bây giờ còn dám vác mặt tới đây nữa. Ngài bình tĩnh đi. Nếu tôi không chiếm thân xác này thì nó cũng sẽ phân hủy mà thôi. À đúng rồi, tôi tới đây là muốn kêu ngài giúp đỡ tôi báo thù cho một người bạn. Cha của hắn là một kẻ tàn độc, đã giết chết mẹ của hắn, còn thủ tiêu luôn hắn. Cái gì chứ? Người chiếm thân xác của ta rồi còn nhờ vả ta nữa à? Ở trái đất này, tôi nghe danh tiếng của ngài đã lâu. Ngài là một tay tình tốt, luôn bảo vệ hành tinh này. Tôi muốn tố cáo hắn với ngài, để ngài ra tay trừng trị kẻ độc ác đó. Rốt cuộc ngươi nói lòng vòng nãy giờ, ngươi muốn ta chiến đấu với kẻ nào? Tôi nghe nói hắn là tổ chức của thủ lĩnh quân đội đa vũ trụ Ultra Gold Titan Clockman. Tình khốn kiếp đây, ta sẽ lấy mạng ngươi ngay lập tức. Ngươi chiếm thân xác của ta, ta có thể bỏ qua. Nhưng ngươi to gan dám bôi xấu thủ lĩnh của ta, ngươi có biết ta cũng là một thành viên trong quân đội đa vũ trụ không? Cái gì chứ? Không thể nào. Chết tiệt. Thì ra các ngươi là cả mẹ một lứa. Trước đây ta tưởng ngươi là một tay tành máy móc tốt đẹp, bảo vệ trái đất, bảo vệ những hành tinh xung quanh, chiến đấu vì chính nghĩa,
Nhưng thật không ngờ ngươi lại núp bóng danh nghĩa phục vụ cho tên tàn độc xấu xa đó. Tình khốn kiếp đây, người to càng dám bôi nhọ quân đội đá vũ trụ. Ngươi có biết bọn ta chiến đấu vì công lý chính nghĩa, hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ hòa bình cho tất cả các vũ trụ trong đa vũ trụ không? Chết tiệt, chết tiệt. Dừng tay lại đi. Hãy tịch những gì ta nói. Tịch thủ lĩnh đó thực chất là một kẻ xấu xa, hắn chỉ đang lợi dụng các ngươi mà thôi. Câm mồm ngay, người sắp chết tới nơi rồi mà còn cứng đâu. Ta không chết, ta cũng phải nói. Hắn xấu xa đến mức độ vợ hắn cũng giết, còn hắn cũng tìm cách tàn sát. Vậy thì các ngươi cống hiến cho hắn có xứng đáng không? Nào, nếu ta gian dối, ta không nói đúng sự thật, ngươi có thể lấy mạng ta bất cứ lúc nào. Được, vậy thì ta sẽ cho ngươi chết tâm phục khẩu phục. Ta sẽ đưa ngươi tới gặp ngày ấy ba mặt một lời. Tên đó có phải thật sự là con của ngài không? Nếu phải, tại sao ngài lại giao nhiệm vụ cho tôi giết chết hắn chứ? Đúng, hắn là con của ta, nhưng hắn và mẹ của hắn chỉ là quá khứ của ta mà thôi. Ta không muốn nhắc tới cái quá khứ xấu xa đau buồn đó. Ta chỉ biết hiện tại và tương lai. Ta là thủ lĩnh của tổ chức quân đội đa vũ trụ. Cái gì chứ? Con ruột của ông mà ông lại sai tôi ra tay giết chết đó. Ông đúng là một người cha tàn nhẫn. Ông không xứng đáng trở thành thủ lĩnh quân đội, trở thành thủ lĩnh của chúng tôi đâu. Tôi kể từ nay sẽ không phục tùng ông nữa, không làm việc cho ông nữa. Chết tiệt, tên Ultra TV với ba này. Ta đã nói nhiều lần rồi, ta không muốn nhắc tới cái quá khứ đau buồn đó. Tại sao ngươi cứ ép ta như thế? Được, ta bày cho ngươi sức mạnh để đạt trạng thái Ultra. Mà ngươi dám phản bội ta thì hôm nay ta sẽ trừng trị ngươi. Ta sẽ đoạt lấy tất cả lại từ ngươi. Chết tiệt. Thì ra bấy lâu nay tất cả thành viên tổ chức quân đội đa vũ trụ đều bị lợi dụng bởi ngươi. Tình xấu xa. Chỉ trách ngươi lắm chuyện. Bây giờ ta sẽ đi xử lý tất cả những kẻ đầu đào bới quá khứ đau buồn của ta. Hả? Đây Ultra TV V3, cậu bị gì thế? Mau lên đuổi theo tên Ultra Gold Titan Clubman. Hắn thật sự là một kẻ độc địa đã giết chết vợ con của mình. Chúng ta chỉ bị hắn lợi dụng mà thôi. Cái gì chứ? Chết tiệt. Được rồi, chúng ta sẽ đuổi theo hắn ngay lập tức. Tịch chết tiệt. Mày sống dai thật đó. Đã vậy, mày phá hoại biết bao nhiêu công sức của tao, bao nhiêu danh dự của tao. Nếu không có mày, tao sẽ được tất cả tài tình khác tôn thờ là thủ lĩnh quân đội đa vũ trụ rồi. Cuối cùng, sự thật đã được phơi bày. Chết đi. Thật khốn kiếp. Kể từ nay, ai chống lại tao, khơi mốc quá khứ của tao, tao sẽ giết kẻ đó. Đi, thủ lĩnh. Ông thật sự là kẻ tàn bạo xấu xa đến như vậy hay sao? Tại sao chứ? Vợ con của ông, họ là người thân của ông. Tại sao ông lại làm như vậy? Titan Eretus, người cũng dính vào chuyện này hay sao? Bây giờ, người đã tin ta chưa? Tịch Ultra Gold Titan Clubman này thật sự là một kẻ xấu xa. Mẹ kiếp, người là ai? Không lẽ chính người đã lôi kéo Titan Eretus vào chuyện này? Ta sẽ giết chết người. Hả? Cẩn thận, mau tránh xa ra đi. Ultra Cameraman cầm khiên, mau dừng lại. Ultra Gold Titan Clubman, ta đã từng thề với bản thân của mình, kẻ nào đào bới tới quá khứ đau buồn của ta, ta sẽ giết kẻ đó. Đây, Titan Eretus. Bây giờ cậu đã thấy được sự xấu xa độc địa của hắn chưa? Hắn không có long lanh đẹp đẽ giống như bề ngoài của hắn đâu. Mau, hạ hắn đi. Nếu không, chúng ta sẽ bị hắn giết chết luôn đó. Chết tiệt, ngươi im đi. Đây, thủ lĩnh Ultra Gold Titan Clubman, ông hãy bình tĩnh lại đi. Tôi cần phải giải quyết rõ trắng đen chuyện này. Ta đã bảo rồi, ta không muốn nhắc tới cái quá khứ khổ kiếp đó. Ta sẽ giết các ngươi, giết sạch các ngươi. Chết tiệt, ông ta mất kiềm chế rồi. Này, Ultra Cameraman cầm khiên, bao phụ tôi, hạ ông ta đi. Được rồi. Chết đi, tôi bắn theo. Hay lắm, thành công rồi, kết thúc hắn luôn. Khoan đã,
muốn biết tất cả quá khứ mà ông ta đã trải qua. Này, Ultra Gold Titan Club, ông mau kể ra toàn bộ sự thật đi.